Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn thiết kế website bán hàng của Sapo. Trong video này, Sapo sẽ hướng dẫn các bạn 9 thao tác chính trong trang quản trị website khi sử dụng kênh bán hàng Sapo Web. Nội dung hướng dẫn của video bao gồm: cách khởi tạo site dùng thử, cách tạo mới một danh mục sản phẩm và một sản phẩm, cách tạo mới một menu trên thanh menu chính, cài đặt cấu hình thông tin cửa hàng, cách cấu hình trỏ tên miền cho website, cách thêm mới trang nội dung, cách thêm mới danh mục bài viết và thêm mới bài viết. Hy vọng thông qua các thông tin trong video, các bạn có thể nắm bắt được và áp dụng vào công việc kinh doanh thật hiệu quả. Trước tiên, Sapo sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi tạo site dùng thử. Để khởi tạo site dùng thử, kích vào nút dùng thử ở trên cùng phía tay phải màn hình, hoặc kích vào nút dùng thử miễn phí ngay tại giữa trang. Sau khi kích vào nút dùng thử, form thông tin đăng ký dùng thử sẽ xuất hiện. Các bạn nhập thông tin cơ bản của mình để tiến hành đăng ký website dùng thử trên hệ thống của Sapo, tên cửa hàng của bạn, thu thập thông tin về tên cửa hàng mà bạn muốn tạo trên hệ thống Sapo Web, họ tên của bạn, nhập họ tên của bạn, số điện thoại, nhập số điện thoại cá nhân, email, nhập chính xác, mật khẩu, nhập mật khẩu bạn muốn sử dụng. Hệ thống mất khoảng vài giây để tiến hành khởi tạo website dùng thử. Một bảng thông báo khởi tạo thành công sẽ hiển thị. Kích vào nút truy cập trang quản trị để chuyển hướng về giao diện quản trị website vừa tạo, bắt đầu trải nghiệm tính năng quản trị website của hệ thống Sapo. Website dùng thử có thời hạn sử dụng 15 ngày. Sau đó, nếu có nhu cầu sử dụng chính thức thì bạn có thể liên hệ với Sapo thông qua tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900 6750. Tiếp theo, thao tác khởi tạo website dùng thử, Sapo sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo mới một danh mục sản phẩm. Trước hết, bạn cần hiểu danh mục sản phẩm là gì. Tại sao bạn cần tạo một danh mục sản phẩm? Danh mục sản phẩm giúp bạn sắp xếp, phân loại và quản lý sản phẩm dễ dàng hơn. Số danh mục thường gặp như: danh mục sản phẩm phân loại theo hàng hóa, bánh kẹo, quần áo. Danh mục sản phẩm phân loại theo phân khúc khách hàng, nam, nữ, trẻ em. Danh mục sản phẩm phân loại theo khuyến mại nổi bật, hàng mới về. Để tạo mới một danh mục sản phẩm, bạn thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Bạn đăng nhập vào trang quản trị website của Sapo. Tại vị trí thanh menu dọc phía tay trái màn hình, sản phẩm, menu con sẽ hiện ra. Trong menu con có các mục: danh sách sản phẩm, danh mục sản phẩm, quản lý kho. Bước 2. Bạn kích vào mục danh mục sản phẩm, chọn tạo danh mục màu xanh phía trên bên phải màn hình. Bước 3. Bạn nhập các thông tin cơ bản như tên danh mục, nội dung mô tả, chọn cơ chế thêm sản phẩm, thủ công hoặc tự động, trường thêm mới sản phẩm, tích chọn sản phẩm cần thêm vào danh mục. Thiết lập tối đa 5 điều kiện định trước cho danh mục sản phẩm. Khi sản phẩm mới được thêm vào website và thỏa mãn các điều kiện này, sản phẩm đó được tự động thêm vào danh mục. Xem trước kết quả tìm kiếm. Điều chỉnh thông tin sản phẩm nhằm hỗ trợ SEO. Thẻ tiêu đề, lấy tự động theo tên sản phẩm, 70 ký tự. Thẻ mô tả, lấy tự động theo nội dung chính nhập trong nội dung mô tả sản phẩm, hoặc có thể chỉnh sửa tùy ý, 320 ký tự. Trạng thái, hiển thị, ẩn. Lịch đặt thời gian hiển thị danh mục sản phẩm. Ảnh danh mục, upload ảnh với dung lượng không quá 1 MB. Khung giao diện, thiết lập tùy biến nâng cao cho hiển thị của trang danh mục sản phẩm. Gắn lên menu, gắn nhanh danh mục sản phẩm và một menu sẵn có trên website. Bước 4. Sau khi hoàn thành việc điền các thông tin cho danh mục sản phẩm, kích vào nút lưu tại góc trên cùng bên phải màn hình. Sau khi tạo mới một danh mục sản phẩm, bạn sẽ cần tạo mới một sản phẩm trên giao diện website. Để tiến hành tạo mới một sản phẩm trên giao diện website, bạn tiến hành theo các bước sau. Bước 1. Tại vị trí thanh menu dọc phía tay trái màn hình, chọn sản phẩm. Menu con sẽ hiện ra. Bạn kích vào menu con, danh sách sản phẩm. Giao diện trang quản trị sẽ hiển thị trang quản lý sản phẩm. Tại trang này, bạn có thể theo dõi toàn bộ các sản phẩm hiện có của website. Bước 2. Để thêm mới sản phẩm, bạn kích vào nút thêm sản phẩm, tiến hành nhập các thông tin cho sản phẩm: tên sản phẩm, xúc tích ngắn gọn, tránh nhồi nhét thông tin, nội dung, giải thích chi tiết về sản phẩm, tính năng và thông số kỹ thuật. Số ký tự tối đa là 30.000 ký tự, tính theo mã HTML. Thêm mô tả ngắn, số ký tự tối đa là 500 ký tự, tính theo mã HTML. Ảnh, không giới hạn số lượng ảnh, có hỗ trợ tính năng phóng lớn, zoom ảnh sản phẩm. Ảnh cần rõ nét, đưa PNG, kích thước tối thiểu nên từ 400 pixel trở lên, cả về chiều dài và rộng. Ảnh đầu tiên, to nhất là ảnh đại diện của sản phẩm. Thứ tự hiển thị hình ảnh là từ trái sang phải, từ trên xuống dưới trong danh sách. Thay đổi vị trí hiển thị hình ảnh,
nhấn và giữ chuột vào hình ảnh, sau đó kéo hình ảnh tới vị trí mong muốn thay thế và nhả chuột ra. Trong danh mục ảnh, SupportWeb đã cập nhật những công cụ hữu ích để hỗ trợ SEO cho website và tạo sự thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng. Các công cụ này gồm: 1. Công cụ hiệu chỉnh ảnh sản phẩm. Bạn kích vào biểu tượng hình bút chì phía dưới hình ảnh, giao diện chỉnh sửa ảnh sẽ hiện ra. Bạn tiến hành sửa theo mong muốn rồi ấn nút lưu. 2. ALT hình ảnh, nhập một đoạn mô tả ngắn cho hình ảnh. 3. Xóa hình ảnh, kích vào biểu tượng hình thùng rác. Giá sản phẩm, giá hiển thị chính thức là giá bán sản phẩm hiển thị trên website, được tính vào đơn hàng. Giá so sánh, giá nhằm mục đích tạo sự so sánh cho khách hàng khi xem, dành cho sản phẩm khuyến mãi. Tích chọn VAT, bật tắt hiển thị dòng thông báo sản phẩm đã bao gồm thuế VAT trong trang chi tiết sản phẩm. Kho hàng, gồm các trình nhập là mã sản phẩm, SKU, là đoạn mã định danh cho sản phẩm. Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm trên website nếu không nhớ tên sản phẩm. Mã vạch barcode, là đoạn mã quản lý thông tin mã vạch của sản phẩm, sử dụng khi có nhu cầu tạo mã vạch cho sản phẩm. Quản lý kho, là thiết lập lượng tồn kho cho sản phẩm. Giá trị mặc định khi tạo mới một sản phẩm là khâu quản lý kho hàng. Có hai hình thức là không quản lý kho hàng, quản lý kho hàng, nhập số lượng sản phẩm nhập về và quản lý trên website. Khi khách hàng đặt mua một số sản phẩm trên website và tạo đơn hàng thành công, số lượng kho này tự động trừ đi một lượng tương ứng. Khi số lượng kho này giảm về mức 0, thông tin hiển thị trên sản phẩm sẽ chuyển thành hết hàng. Khách hàng không thể mua sản phẩm đó được nữa. Nếu kích chọn thiết lập cho phép tiếp tục đặt hàng khi hết hàng, khách hàng vẫn có thể tiếp tục đặt mua sản phẩm như bình thường. Vận chuyển. Các sản phẩm mặc định sử dụng cấu hình cài đặt vận chuyển và sản phẩm đó sẽ được tính phí vận chuyển theo cấu hình đã cài đặt. Nếu phương thức vận chuyển mà bạn sử dụng có tính phí theo cân nặng của sản phẩm, nhập thông tin cân nặng cho sản phẩm vào khung khối lượng. Thêm thuộc tính. Có thể thêm 3 thuộc tính gồm kích thước, màu sắc, chất liệu. Xem trước kết quả tìm kiếm. Điều chỉnh thông tin sản phẩm nhằm hỗ trợ SEO. Thẻ tiêu đề. Lấy tự động theo tên sản phẩm. Có thể chỉnh sửa tùy ý. 70 ký tự. Thẻ mô tả. Lấy tự động theo nội dung chính nhập trong nội dung mô tả sản phẩm, hoặc có thể chỉnh sửa tùy ý. 320 ký tự. Đường dẫn alias. Phần link của sản phẩm sẽ hiển thị trên thanh đường dẫn của trình duyệt và trong các kết quả tìm kiếm. Trạng thái hiển thị ẩn. Đặt lịch thời gian hiển thị sản phẩm. Phân loại. Phân loại sản phẩm trong trang danh mục sản phẩm. Hai loại là loại sản phẩm và nhà cung cấp. Nhập thông tin nếu loại sản phẩm và nhà cung cấp đã tồn tại. Chọn. Nếu chưa có thì bạn kích nút thêm để thêm giá trị đó vào. Danh mục. Lựa chọn các danh mục muốn thêm sản phẩm mới này vào. Tag. Một cụm từ chứa nội dung có nghĩa, phục vụ cho việc tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn, vừa là một anchor tag, vừa hỗ trợ SEO. Bước 3. Sau khi hoàn thành việc điền các thông tin, bạn kích vào nút lưu tại góc trên bên tay phải màn hình. Sau khi hoàn thiện 3 thao tác quan trọng phía trên, ở phần 4 này, Sapo sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo mới một menu trên thanh menu chính. Trước tiên, bạn cần hiểu menu chính là gì. Menu chính là thanh hiển thị trên phần đầu của website, nơi hiển thị các danh mục chính như trang chủ, giới thiệu, sản phẩm, tin tức, blog và liên hệ. Để tạo mới một menu trên thanh menu chính, bạn thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Tại vị trí thanh menu dọc phía tay trái màn hình, chọn website, chọn menu. Ở đây sẽ bao gồm các mục sau. Main menu, giúp bạn tạo các menu trên thanh menu chính. Để thêm mới một menu cho phần menu chính, chọn sửa menu. Liên kết, chọn thêm liên kết. Nhập nội dung cho menu cần tạo bao gồm: nhập tên menu, chọn liên kết trang. Liên kết trang chủ, chuyển hướng về trang chủ website. Liên kết danh mục sản phẩm, liên kết đến một trang danh mục sản phẩm. Liên kết sản phẩm, liên kết đến một trang sản phẩm bất kỳ. Liên kết tất cả sản phẩm, liên kết đến một trang danh sách tổng hợp tất cả các sản phẩm của hệ thống Sapo. Liên kết trang nội dung, liên kết tới một trang thông tin cố định, nội dung trang này ít thay đổi. Liên kết trang blog, liên kết tới một trang danh mục tin tức. Liên kết trang tìm kiếm, liên kết tới trang tìm kiếm của website, là trang mặc định của hệ thống Sapo. Liên kết điều chỉnh web, liên kết sử dụng cho các liên kết tới các trang tùy chọn, có thể nằm trong hoặc ngoài hệ thống của Sapo.
Bước 2. Sau khi hoàn thành việc điền các thông tin, bạn kích vào nút lưu tại góc trên cùng bên phải màn hình. Nối tiếp chuỗi series về Sapo Web, Sapo sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt cấu hình thông tin cho cửa hàng. Đây là thao tác vô cùng quan trọng và cần thiết cho mọi website, bởi khách hàng của bạn sẽ liên hệ với bạn thông qua những thông tin được điền ở đây. Để thực hiện cài đặt cấu hình thông tin cho cửa hàng, bạn thực hiện các bước sau. Bước 1. Tại vị trí thanh menu dọc phía tay trái màn hình, bạn kích vào mục Cấu hình ở cuối menu. Bước 2. Bạn chọn mục Cấu hình chung. Trong phần này, cấu hình thông tin cửa hàng gồm hai phần chính. Thông tin website là thông tin để Sapo Web và khách hàng liên hệ đến bạn. Thông tin website bao gồm các trường cơ bản sau: tên website, lấy theo tên website bạn đặt trong form đăng ký website dùng thử, có thể thay đổi tùy ý. Tiêu đề trang chủ là phần thông tin hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt website và trên kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm. Mô tả trang chủ là phần mô tả cho nội dung chính của trang chủ website, tối đa là 320 ký tự. Email quản trị, lấy theo thông tin email nhập vào form đăng ký website dùng thử ban đầu. Email gửi thông báo là email sử dụng để gửi thông báo và nhận liên hệ từ khách hàng. Thông tin liên hệ là thông tin được sử dụng trong các thông báo về đơn hàng và địa chỉ để liên hệ đến cửa hàng. Bước 3. Sau khi hoàn thành việc điền các thông tin, bạn kích vào nút lưu tại góc trên cùng bên phải màn hình. Sau khi cài đặt cấu hình thông tin cho cửa hàng, mời các bạn đến với phần hướng dẫn cách chọn tên miền cho website. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của tên miền trong hoạt động của website. Website bán hàng được ví như một cửa hàng ảo trên Internet. Trong web của bạn, cần có một địa chỉ ảo để khách hàng dễ dàng ghi nhớ và tìm kiếm khi có nhu cầu mua hàng. Hay nói một cách đơn giản là tên miền chính là địa chỉ website trên mạng Internet. Để chọn tên miền về cho website, bạn thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Bạn đăng ký tên miền trực tuyến trên website của Sapo hoặc đăng ký mua tên miền thông qua các nhà cung cấp tên miền như GoDaddy, PA Việt Nam. Sau khi đã sở hữu một tên miền, bạn chọn tên miền đó về địa chỉ IP của hệ thống Sapo là 210.245.8.133. Nếu bạn đăng ký tên miền với Sapo, Sapo sẽ mặc định chọn tên miền về địa chỉ IP trên. Bước 2. Bạn truy cập vào trang quản trị website của Sapo. Tại vị trí thanh menu dọc phía tay trái màn hình, kích mục Cấu hình ở cuối menu, chọn tên miền. Bước 3. Để thêm mới tên miền cho website, bạn bấm nút thêm tên miền vào hộp thoại, chọn lưu. Bước 4. Lựa chọn tên miền chính cho website. Để lựa chọn tên miền chính cho website, bạn kích vào khung tên miền chính, chọn tên miền. Tên miền này chính là tên miền chính thức của website. Trong trường hợp chọn nhiều tên miền cùng về một website, thêm tương tự như trên. Nếu website sử dụng nhiều tên miền nhưng bạn muốn gộp tất cả các tên miền đó lại, kích mục chuyển hướng tất cả truy cập vào tên miền này. Nếu muốn khi khách hàng truy cập vào thông qua các tên miền mà website sử dụng, đều sẽ chuyển về một tên miền chính duy nhất. Tiếp theo là thao tác thứ 7, một thao tác vô cùng quan trọng, đó là cách để thêm mới trang nội dung. Để thêm mới trang nội dung cho website, bạn thực hiện các bước sau. Bước 1. Tại trang tổng quan của hệ quản trị website, tại menu cột trái, bạn chọn website, chọn trang nội dung. Bước 2. Kích vào nút thêm trang nội dung, nhập nội dung vào các trường, tiêu đề trang, nội dung chính. Xem trước kết quả tìm kiếm, tùy chỉnh thông tin của trang nội dung nhằm hỗ trợ SEO. Thẻ tiêu đề, lấy tự động theo tên trang nội dung, có thể chỉnh sửa tùy ý. 70 ký tự, thẻ mô tả, lấy tự động theo nội dung chính nhập trong nội dung của trang, hoặc có thể chỉnh sửa tùy ý. 320 ký tự. Đường dẫn alias, phần link của trang nội dung sẽ hiển thị trên thanh đường dẫn của trình duyệt và trong các kết quả tìm kiếm. Trạng thái, hiển thị, ẩn, đặt lịch hiển thị. Khung giao diện là phần thiết lập tùy biến nâng cao cho hiển thị của trang nội dung, mặc định khi bạn tạo một website. Có hai khung giao diện: page, giao diện mặc định, page.contact, giao diện trên trang liên hệ. Gắn lên menu, tính năng gắn nhanh trang nội dung vào một menu có sẵn trên website. Trên bảng hiển thị, tìm đến vị trí môn gắn rồi chọn thêm vào ở góc phải. Có thể lặp lại nhiều lần và thêm vào nhiều menu khác nhau. Bước 3. Sau khi hoàn thành, bạn kích vào nút lưu tại góc trên cùng bên phải màn hình. Sau khi đã thêm mới trang nội dung, Sapo sẽ hướng dẫn cho bạn cách để thêm mới danh mục bài viết cho website. Bước 1. Tại trang tổng quan của hệ quản trị website, menu tại cột trái, chọn website, chọn blog. Bước 2.
kích vào nút danh mục bài viết, kích thêm danh mục bài viết. Bước 3. Tại đây, bạn nhập các thông tin cơ bản bao gồm tiêu đề danh mục, nội dung mô tả danh mục. Xem trước kết quả tìm kiếm, tùy chỉnh thông tin của trang nội dung nhằm hỗ trợ SEO. Thẻ tiêu đề, lấy tự động theo tên danh mục tin, có thể chỉnh sửa tùy ý, 70 ký tự. Thẻ mô tả, nhập thông tin mô tả cho danh mục, 320 ký tự. Đường dẫn alias, phần link của danh mục tin sẽ hiển thị trên thanh đường dẫn của trình duyệt và trong các kết quả tìm kiếm, lấy tự động theo tên của danh mục. Bình luận, hiển thị bình luận của khách hàng trong từng bài viết thuộc danh mục tin này. Có 3 thiết lập chính, vô hiệu hóa bình luận, form điền thông tin bình luận sẽ không hiển thị trong trang chi tiết bài viết. Cho phép bình luận, chờ kiểm duyệt, form điền thông tin bình luận sẽ hiển thị. Khách hàng có thể bình luận bình thường, nhưng để bình luận có thể hiển thị trên website thì cần thông qua quản trị viên và chủ website duyệt tại mục quản lý bình luận. Cho phép bình luận, tự động đăng. Khách hàng có thể bình luận bài viết và nội dung bình luận sẽ hiển thị luôn trên website mà không cần qua kiểm duyệt. Tuy nhiên, các bình luận này quản trị viên vẫn có thể xóa thông qua trang quản lý bình luận nếu thấy nội dung không phù hợp. Gắn lên menu, tính năng gắn nhanh các trang danh mục bài viết vào một menu có sẵn trên website. Trên bảng hiển thị, tìm đến vị trí muốn gắn rồi chọn thêm vào ở góc phải. Có thể lặp lại nhiều lần và thêm vào nhiều menu khác nhau. Bước 4. Sau khi hoàn thành, kích vào nút lưu tại góc trên cùng bên phải màn hình. Bước 5. Khi quá trình lưu trang hoàn tất, kích nút xem trên website để kiểm tra hiển thị của danh mục tin trên website. Bước 6. Để thêm bài viết tin tức vào danh mục này, bạn tiến hành chọn tạo bài viết. Trên trang thiết lập thông tin cho bài viết, tại mục danh mục, bạn chọn danh mục cho tin. Sau khi lưu thành công, tin tức đó sẽ được thêm vào danh mục tin. Sau khi thêm mới danh mục bài viết, bạn sẽ cần thêm mới bài viết vào danh mục bài viết vừa tạo. Sau đây, Sapo sẽ hướng dẫn cho bạn cách thực hiện để thêm mới bài viết vào danh mục bài viết. Bước 1. Tại trang tổng quan của hệ quản trị website, tại menu cột trái, chọn website, chọn blog. Bước 2. Bạn kích vào nút thêm bài viết, rồi tiến hành nhập các nội dung cơ bản cho bài viết bao gồm tiêu đề bài viết, nội dung bài viết, tóm tắt nội dung bài viết, nhập nhắn gọn, xúc tích, tối đa 500 ký tự tính theo mã HTML. Xem trước kết quả tìm kiếm, tùy chỉnh thông tin của bài viết nhằm hỗ trợ SEO. Thẻ tiêu đề, lấy tự động theo tên bài viết, có thể chỉnh sửa tùy ý, 70 ký tự. Thẻ mô tả, lấy tự động theo nội dung chính nhập trong nội dung của bài viết, hoặc có thể chỉnh sửa tùy ý, 320 ký tự. Đường dẫn alias, phần link của bài viết sẽ hiển thị trên thanh đường dẫn của trình duyệt và trong các kết quả tìm kiếm. Trạng thái, hiển thị, ẩn, đặt lịch hiển thị. Ảnh bài viết, upload ảnh bài viết. Nguồn bài viết, chọn tên tác giả và danh mục bài viết sẽ hiển thị. Lưu ý, khác với sản phẩm có thể thêm vào nhiều danh mục khác nhau, bài viết chỉ có thể thêm vào một danh mục duy nhất. Nếu bạn muốn tạo danh mục mới chưa được tạo trước đó, chọn tạo mới danh mục và nhập tên tương ứng. Tag, nhập các từ khóa để phân loại bài viết cần liên quan đến bài viết của bạn để có thể dễ dàng tạo chỉ mục và hiển thị trên công cụ tìm kiếm. Nhập tag vào ô tag, Enter để nhập tiếp các tag khác. Xóa tag, kích vào dấu X cạnh tag đã nhập. Nếu bạn không muốn nhập thủ công hoặc muốn chọn các tag đã nhập trước đó, kích chọn xem toàn bộ tag, hiển thị các tag đã tạo. Áp dụng. Bước 3. Sau khi hoàn thành, kích vào nút lưu tại góc trên cùng bên phải màn hình. Bước 4. Khi quá trình lưu trang hoàn tất, kích nút xem trên website để kiểm tra hiển thị của bài viết trên website. Trên đây là 9 thao tác chính trong trang quản trị website mà Sapo muốn hướng dẫn cho các bạn trong quá trình sử dụng kênh bán hàng Sapo Web. Mọi thắc mắc cũng như thông tin liên hệ, các bạn có thể gửi đến email support@sapo.vn, tổng đài 1900 6750, cổng hỗ trợ support.sapo.vn để được giải đáp. Chúc các bạn thực hiện thành công và có những trải nghiệm thú vị cùng Sapo. Xin chào và hẹn gặp lại.